Xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2014. Thời tiết cũng có chút mưa mát mẻ. Nên trò chuyện cùng quý vị thính giả cùng tất cả các bạn cả nhà chúng ta một chút. Một chút thông tin mà cũng nói chuyện vui thôi. Như chúng ta đã biết, trong thời gian vừa qua thì Giáo hội Việt Nam diễn ra những sự kiện rất đặc biệt. Đặc biệt là chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Ngài là vị ngoại trưởng của Tòa Thánh Vatican, lần đầu tân tiên viếng thăm Việt Nam từ ngày 19 từ ngày 9 đến 14 tháng 4 năm 2014 vừa qua. Ngài thăm ba giáo tỉnh và dâng lễ tại ba nơi: giáo tỉnh Hà Nội, ngài dâng lễ tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse Hà Nội, gọi nhà thờ lớn, rồi dâng lễ ở nhà thờ Chính Tòa Tổng Giáo phận Huế, nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong chuyến thăm một tuần đó thì đối với người Công giáo Việt Nam thì rất là vui mừng. Cái điều hy vọng nhất là người ta hy vọng là qua chuyến thăm này sẽ có hy vọng là Đức Thánh Cha Francisco sẽ có dịp viếng thăm Việt Nam. Nhưng mà như chúng ta đã biết ấy, thì ngay trong những cái ngày viếng thăm của vị ngoại trưởng Tòa Thánh thì đồng thời Tòa Thánh cũng công bố chính thức cái lịch trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới bốn quốc gia châu Á và châu Đại Dương vào tháng 9 tới đây. Chúng ta đều biết là theo cái thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican, thì Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm một vụ bốn quốc gia châu Á và châu Đại Dương vào đầu tháng 9. Đó là ngài đã chấp nhận lời mời của Tổng thống và các giáo hội địa phương để thực hiện chuyến thăm mục vụ lần thứ 43 của mình ở nước ngoài. Đức Thánh Cha sẽ dự kiến sẽ rời Roma vào ngày 2 tháng 9 và trở về vào ngày 13 tháng 9. Đây dự báo là chuyến thăm có lẽ dài nhất của Đức Thánh Cha ra bên ngoài. Ngài sẽ đến lần đầu tiên đến Jakarta, thủ đô của Indonesia từ ngày 3 tháng 9 và trở lại và cho đến ngày 6 tháng 9. Đức Thánh Cha sẽ sau đó sẽ bay về phía đông để thăm Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea và Vanimo từ ngày 6 đến 9 tháng 9. Điểm dừng kế tiếp của ngài sẽ là ở Dili, thủ đô của Timor-Leste, Đông Timor từ ngày 9 đến 11 tháng 9. Từ đó Đức Thánh Cha sẽ bay đến Singapore để thăm một vụ 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 9. Đó là cái chương trình đầy đủ của Đức Thánh Cha công du bốn nước. Theo thông tin của Công giáo địa phương thì Indonesia là quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi giáo lớn nhất thế giới.
và trong đó người Công giáo có hơn 8 triệu tín hữu, chiếm khoảng 3,1% dân số. Và Papua New Guinea thì có khoảng 32% dân số là người Công giáo, trong khoảng với khoảng 2 triệu tín hữu. Đông Timor chỉ chủ yếu là Công giáo, chiếm tới 96% dân số với hơn 1 triệu người. Và có 395.000 người Công giáo sống ở Singapore, chiếm khoảng 3% dân số. Đấy, đó là cái thông tin chính thức về chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Như vậy thì trong chuyến thăm tới đây không có đến Việt Nam, và đó là cũng là cái điều hơi buồn một chút. Còn trong chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh đến Việt Nam thì cũng nhiều người mong đợi, và cũng ngài cũng trả lời, rồi trong các thánh lễ thì ngài cũng truyền tải cái thông điệp rất gần gũi và thân thiện của Đức Thánh Cha đến với người Công giáo Việt Nam và đến đất nước xinh đẹp. Qua trao đổi thì hai bên giữa Tòa Thánh và Việt Nam, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã có những cái mối quan hệ tiến triển tích cực, mặc dù nó cũng hơi lâu dài, trải qua 14 năm. Bắt đầu từ năm 2009 khi hai bên thiết lập cơ chế đối thoại, lập lên những nhóm hỗn hợp qua nhiều vòng đàm phán. Đến 2011 thì Đức Thánh Cha có bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú tại Việt Nam, đó là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghiseli, và ngài đã sứ mạng của ngài trong những năm đại diện không thường trú thì ngài thường xuyên viếng thăm hầu hết các giáo phận Việt Nam, và đặc biệt thì ngài cũng đi tới những vùng sâu vùng xa, những cộng đoàn Công giáo thiểu số hoặc nhỏ bé ở cái vùng Tây Bắc Việt Nam, ngài đi rất nhiều trong hơn 7 năm đó. Và đến năm 2017 thì ngài kết thúc sứ vụ. Và từ đó thì Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tiếp nối cái công việc cũng là đại diện không thường trú tại Việt Nam. Và cho đến và trước lễ Giáng sinh năm vừa rồi thì ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm chính thức ngài làm vị đại diện thường trú tại Việt Nam, không còn gọi là không thường trú nữa mà là đại diện thường trú tại Việt Nam. Như vậy qua chuyến thăm của phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher dẫn đầu, thì cũng nói lên một điều ngài cũng xác nhận trước khi kết thúc chuyến thăm, thì ngài cũng có xác nhận là trong tương lai gần thì có một điều chắc chắn là có Quốc vụ khanh Tòa Thánh Đức Hồng Y Pedro Parolin sẽ viếng thăm Việt Nam, và ngài cũng là người bạn gần gũi với Việt Nam
Trước đó ngài cũng có viếng thăm Việt Nam một vài lần trong cái cương vị thứ trưởng. Thì Đức Tổng Ngoại trưởng chỉ có xác nhận như thế, còn về việc Đức Thánh Cha có viếng thăm Việt Nam hay không như nào thì ngài cũng trả lời rất thận trọng. Mặc dù hai bên đã mời, hội đồng giám mục đã mời, hoặc là nhà nước Việt Nam cũng đã mời rồi, Đức Thánh Cha cũng đã nhận lời rất mong muốn, nhưng mà đằng sau đó để có được chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Việt Nam, bao giờ đến hoặc như thế nào thì điều đó còn phải bàn thảo, để còn giữa đôi bên còn nhiều vấn đề phải làm. Và ngài cũng khuyên và mong muốn người Công giáo Việt Nam, thay vì mong chờ Đức Thánh Cha khi nào đến và đến như thế nào, thì ngài cũng khuyên người Công giáo Việt Nam hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Đấy. Cho nên cái dự đoán trong tương lai thì chưa biết thế nào Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Việt Nam. Chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện, và cầu nguyện thật nhiều.